Chào mừng các bạn đã quay trở lại video update về tình hình thị trường của Em Invest. Mình là Minh. Và ở trong video trước thì bạn Mai, bạn thư ký mới của mình đã gửi đến cho các bạn cập nhật chung về tình hình thị trường của DXY và những loại cặp tiền chính, ví dụ là E, G và G ở trong video trước. Nếu như các bạn chưa có thời gian để xem lại video đó thì các bạn thể bấm vào cái phần link ở dưới phần mô tả hoặc cái link ở trên màn hình để xem lại video đấy nhé. Và ở trong cái video này, như thường lệ, mình sẽ gửi đến cho các bạn nhận định cá nhân của mình về thị trường vàng, thị trường dầu và thị trường Bitcoin. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với thị trường vàng trước tiên. Vào lúc 5 giờ 23 phút sáng ngày hôm nay thì giá vàng giao ngày thế giới niêm yết ở trên Kitco đã được neo ở mức là 1.837,9 USD trên một ounce. Quy đổi nó sẽ rơi ở mức tương đương khoảng 51,46 triệu đồng một lượng. Ngày hôm qua vào ngày 22 tháng 6, giá vàng thế giới gần như ổn định trong những cái phiên giao dịch buổi sáng. Khi mà những người tham gia thị trường đang tìm kiếm những tin tức để đưa ra quyết định đầu tư của cá nhân họ. Tuy nhiên, vào cái phiên giao dịch buổi chiều tầm 16 giờ đến 17 giờ trong ngày, thị trường đã tiếp nhận những thông tin liên quan đến lạm phát mà cái tình hình đang thực sự nóng lên ở rất nhiều quốc gia có nền kinh tế lớn. Cụ thể như là chỉ số giá tiêu dùng tại Anh là tăng 9,1% và đây là mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua. Còn chỉ số giá tiêu dùng tại Canada là 7,7%, mức giá cũng cao nhất trong vòng 39 năm trở lại gần đây. Với những cái thông tin trên thì ngay lập tức thị trường vàng nó có cái sự phản ứng giá rất là mạnh mẽ và cái giới đầu tư tài chính đang có cái nhu cầu tăng cái nguồn tiền của họ và những cái tài sản trú ẩn và đặc biệt là vàng để phòng chống những cái tình huống về lạm phát đã xảy ra. Và đây là một cái điều khá là cơn bản, nó xảy ra trên những cái thị trường chính ở trên thế giới. Đấy là một khi cái tình hình lạm phát xảy ra, cái đồng tiền trở nên mất giá thì người ta sẽ tìm một loại tài sản để trú ẩn, để bảo toàn cho số lượng tiền của họ. Và đấy là lý do trong chiều hôm qua giá vàng đã giành lại được 22 đô la Mỹ một ounce, tức là đã tăng lên khoảng 22 đô la Mỹ từ cái mốc đáy của trong ngày hôm qua đến 1825 và đã vọt lên được mức là 1845 và 1847 trong phiên giao dịch chiều ngày hôm qua. Sau đó thì đến ngày hôm nay giá vàng đã giảm nhẹ và đến 6 giờ sáng ngày 23 tháng 6 thì đang quanh quẩn ở mức là 1838 đô la Mỹ trên một ounce. Tuy nhiên trong phiên tối ngày hôm qua thì nó có những cái sự kiện rất là lớn ảnh hưởng đến giá vàng và lát nữa mình sẽ cập nhật cho mọi người. Ở đây thì mình sẽ gửi cho mọi người một vài cái thông tin mình cập nhật từ những cái chuyên gia ở trên thế giới để giúp cho các bạn có cái nhìn hình dung hơn là những cái nhà phân tích ở trên thế giới họ đang có những kỳ vọng gì về giá vàng. Theo Owen Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo thì đã cho biết ý kiến của đơn vị này như sau: vàng sẽ tiếp tục dao động ở trong một biên độ ổn định sau một tuần kịch tính khi mà chứng kiến lợi suất trái phiếu tăng đột biến. Các nhà đầu cơ đã cắt giảm vị thế mua vào xuống mức thấp nhất trong vòng 9 tháng trước cái thông báo được đưa ra về việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và điều này đã cho thấy sự không chắc chắn ở trên thị trường vàng. Và có một thông tin nữa mình muốn gửi cho các bạn, đấy là theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ cũng cho rằng các cái quỹ đầu tư vàng cũng đã giảm cái vị thế mua vào xuống còn chỉ là ở mức là 109.111 hợp đồng và tăng cái vị thế bán từ 14.522 hợp đồng lên là 72.206 hợp đồng. Và đây chúng ta sẽ thấy được là cái sự thay đổi rất là lớn khi mà rất nhiều những cái tổ chức, những quỹ đầu tư đã không mặn mà lắm trong việc mua thêm vàng mà thay vào đó họ đã tăng cường cái số lượng hợp đồng, những cái loại hàng hóa họ bán ra nhiều hơn. Và theo Christina Hopper đã nhận định vàng sẽ tiếp tục tăng giá bởi vì Fed được coi là tác nhân khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào cái trạng thái suy thoái và điều đó đã thay đổi mối quan hệ bình thường giữa vàng và lãi suất ở trong thời điểm hiện tại. Và như mình đã nói, tâm điểm ở trong buổi tối ngày hôm qua chính là phiên điều trần của chủ tịch Fed ở trước Quốc hội và mình sẽ tóm tắt lại những cái nội dung chính, những cái nội dung cơ bản như sau. Đó là chủ tịch Ngân hàng Trung ương Mỹ đã đưa ra cái nhận định rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang vững mạnh sau một loạt cái đợt tăng lãi suất nhằm hạ nhiệt cho lạm phát vẫn có thể dẫn đến suy thoái. Thì mình có dừng lại ở đây một chút để giải thích cho các bạn, đấy là gì, là cái tình hình lạm phát nó đang tăng đang rất rất là cao và cái cách ở thời điểm hiện tại Fed đang làm đấy là tăng cái mức lãi suất của Fed để cố gắng để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên thì cái này nó sẽ dẫn đến một loạt những hệ quả không tốt cho nền kinh tế của Mỹ. Và theo như ông Powell thì ông có nhấn mạnh rằng các cái nhà hoạch định chính sách hiểu được những cái khó khăn do giá cả tăng cao và họ cam kết sẽ giảm cái mức lạm phát ở trong thời điểm hiện tại, cái mức mà đã lên đến con số cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Và khi được trả lời những câu hỏi chất vấn về liệu rằng cái việc tăng lãi suất này có gây ra cái tình trạng suy thoái hay không thì ông Powell cũng thừa nhận rằng dù đây không phải là một cái điều mong muốn nhưng cái khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Và thực sự là những cái câu trả lời của Fed cũng như là những cái phiên điều chỉnh của Fed từ trước nay mình thấy nó vẫn mang những cái tính là
50-50 nó kiểu như thế, nó không quá là rõ ràng ở trong cái đường đi cũng như là cái định hướng của họ. Có thể họ đang bị đặt ở trong một thế rất là khó, là như nào vừa để kiềm chế lạm phát mà vừa để không làm kinh tế suy thoái, là một bài toán thực sự rất rất là khó để giải quyết. Và ở trong tuần trước là đơn vị này Fed cũng đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, và đây là một cái đợt tăng lãi suất mạnh nhất trong gần 30 năm trở lại đây, và cam kết sẽ có thêm những cái động thái tương tự để chống lại đà tăng giá. Trong đó thì ở Mỹ, cái đà tăng giá của xăng và thực phẩm cũng đang rất rất là lớn, và chính cái việc tăng giá này khiến cho hàng triệu người Mỹ đã phải chật vật trong cái việc cắt giảm chi tiêu. Cuối cùng thì chốt lại ở trong cái buổi họp ngày hôm qua thì ông Powell cũng đã không loại trừ một đợt tăng lãi suất tương tự sẽ rơi vào trong cái đợt của tháng 7. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta có một vài cái điều mà mình muốn giải thích cho các bạn. Đấy là tại sao hôm qua Fed đã nói về cái việc mà tăng lãi suất sẽ diễn ra nhưng giá vàng nó không giảm như trong những ngày hôm trước, mà ở trong ngày hôm qua thì giá vàng có nhịp nó tăng lên cũng tương đối là mạnh trong phiên buổi chiều. Còn phiên buổi tối thì cái sự kiện nó diễn ra như sau, mình có thể tóm tắt lại cho các bạn bởi vì hôm qua mình có một buổi live stream. Như các bạn đã thấy ở trên màn hình thì đây là đồ thị của vàng trong khung thời gian là 5 phút, và mình sẽ quay trở lại thời điểm mà ông Powell bắt đầu có phiên điều trần vào tối ngày hôm qua. Thì lúc bắt đầu phiên điều trần, giá nó bắt đầu rơi từ 1840 về khu vực 1835 và cái mức giảm nó khoảng 50 pip. Nhưng ngay sau đó từ khu vực 1835 thì nó sẽ bật lên khu vực là 1845 và khu vực 1847. Và cái vấn đề ở đây đấy chính là theo mình nghĩ đấy là việc tăng lãi suất nó là một cái câu chuyện trong tương lai chứ nó chưa diễn ra trong ngày hôm qua, nên cái chỉ số DXY nó không giữ được cái đà tăng của nó. Mà trong ngày hôm qua thì nói nhiều về câu chuyện về lạm phát, nói nhiều về câu chuyện về suy thoái kinh tế, thì đây là những cái biểu hiện và những cái ý tưởng chứng tỏ là cái nền kinh tế nó đang có cái dấu hiệu giảm sút. Vậy nên trong tối ngày hôm qua nếu như các bạn bật cái đồ thị của DXY lên để các bạn so sánh thì các bạn sẽ thấy là DXY cũng có một cái nhịp giảm tương đối là mạnh ở trong cái phiên giao dịch tối ngày hôm qua. Từ lúc 19 giờ là DXY bắt đầu giảm rất rất là mạnh. Và đấy là một cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn để cho sau này khi các bạn đọc những cái tin tức thì các bạn sẽ hiểu được một cái câu chuyện, đấy là không phải lúc nào người ta nói tăng lãi suất là giá vàng nó sẽ ngay lập tức giảm xuống đâu, mà các bạn sẽ phải xem về những cái tình hình kinh tế vĩ mô cũng như là những câu chuyện xoay quanh ở những cái buổi họp diễn ra, những cái phát biểu đó. Và như ở trong cái buổi livestream ngày hôm qua thì mặc dù giá vàng nó tăng nhưng mà nhờ những công cụ hỗ trợ của mình, ví dụ mình sử dụng RSI và sử dụng Bollinger Band, thì ở trong cái buổi livestream mình có đưa ra cái setup của mình thấy khá là ok. Đấy là mình sell 1845 và 1847, stop loss đặt ở khu vực 1849. Và ngay sau đó thì vàng nó giảm khoảng tầm 30 đến 80 pip, nhưng mà mình cũng khá là chắc chắn nên mình đã dự đoán là giá vàng nó chỉ rơi về tầm khoảng 30 pip là nên take profit cho cái lệnh đó. Còn thực tế trong tối ngày hôm qua thì cái mức kỳ vọng của mình nó rơi về khu vực là 37 và rơi về khu vực 30, là đến ngày hôm nay nó đã xảy ra những cái điều đó rồi. Và đây như các bạn đã thấy thì những cái chỉ báo kỹ thuật liên quan đến pin 3, liên quan RSI và Bollinger Band vẫn có tương đối là nhiều giá trị. Vậy thì cái đường đi của giá vàng ở trong thời gian tới nó sẽ như thế nào thì mình sẽ nhìn ở trong cùng thời gian dài hạn hơn. Đây là khung H4 và như những cái gì mình đã nói thì vàng nó vẫn đang sideways trong biên độ tương đối là lớn từ khu vực 1875 đến khu vực 1800, một biên độ rất rất là rộng. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ thấy đây đi lên này, đi xuống, đi lên, và đối với cái nhịp giảm này của vàng thì chúng ta sẽ nhìn thấy nếu chúng ta kẻ Fibo từ khu vực đáy này đến khu vực đỉnh này thì vàng nó đang loanh quanh ở khu vực Fibo 0.5 và Fibo 618. Tuy nhiên là cái bản thân của nó ở trong một cái nhịp lớn hơn thì đây nó vẫn đang tạo ra khu vực đỉnh nó thấp dần. Và ở dưới đây thì nó đang bị kẹt trong một cái tam giác, thực sự là như vậy. Vậy nên trong cái phiên giao dịch tối ngày hôm nay nó sẽ tương đối là quan trọng, và những cái mốc chúng ta sẽ cần phải lưu tâm và cần chú ý đấy là khu vực 1825 ở dưới này. Bởi vì đây sẽ là cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó trong thời điểm hiện tại, và mình sẽ đợi nó phá ra khỏi cái tam giác hoặc phá ra khỏi vùng hỗ trợ này mình sẽ quyết định mình sẽ mua. Còn mình sẽ bán. Còn ở trên này thì nó sẽ quan tâm đến vùng 1842, 1845 vì đây là cạnh trên của cái viền đá mệnh Kumo, và nó đang là cái vùng kháng cự tương đối là tốt ở trong cái khu vực hiện tại. Nên là nếu nó phá lên được khu vực ở trên này thì chúng ta sẽ mua lên, và phá dưới này chúng ta sẽ bán xuống. Và các bạn lưu ý đây không phải nhận định theo cái hướng là 50-50 và nó thuần theo phân tích kỹ thuật, bởi vì nó đang bị kẹt ở trong cái vùng sideways trong cái tam giác và nó chưa rõ xu hướng, nên tốt nhất là chúng ta nên ngồi im, chúng ta theo dõi ở trong những cái tình huống như thế này. Còn nếu các bạn vẫn cố gắng để tìm kiếm một cái entry thì mình đánh giá nó tương đối là mạo hiểm và mình nghĩ là không nên như vậy ở trong cái thời gian hiện tại. Đó, vậy thì đấy là những cái quan điểm và những cái nhận định của mình cơ bản là về vàng và những nhận định cá nhân của mình.
Vậy nếu các bạn có những cái góp ý và các bạn có những cái ý kiến gì để bổ sung thêm cho cái nhận định của mình thì bạn thể comment ở dưới cái video này. Và mình rất là vui khi được nhận những cái sự comment, những sự góp ý của các bạn. Và tiếp theo sau đây thì mình sẽ gửi cho các bạn cập nhật thông tin về thị trường dầu. Đối với dầu thô Brent giao sau tại thị trường London thì đã giảm 4,28 đô la Mỹ một thùng, tương ứng với mức giảm là 4,1% và đã chốt ở mức là 110 đô la Mỹ một thùng. Trong phiên thì có lúc giá dầu đã giảm xuống còn 107,06 đô la Mỹ một thùng và đây là mức thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 5. Còn đối với giá dầu WTI giao sau tại New York thì cũng có mức giảm cũng tương ứng như vậy, nó là giảm 5,1 đô la Mỹ một thùng, tương ứng với mức giảm là 5%. Còn 104,41 đô la Mỹ một thùng trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn cái mức giá thấp nhất của nó trong phiên ngày hôm qua là 101,56 đô la Mỹ một thùng và đây cũng là cái mức giá thấp nhất trong vòng kể từ ngày 11 tháng 5, tức là hơn một tháng trở lại đây. Và theo những cái thông tin mình ghi nhận được là giá dầu trong thời gian vừa rồi sụt giảm mạnh là do cái tình hình lo ngại về tình trạng suy thoái kinh tế, tăng trưởng đang chậm hơn kỳ vọng sẽ tác động mạnh đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên toàn cầu sẽ giảm đi. Và giới đầu tư và giới những cái nhà giao dịch cũng đã lo ngại rằng cái quyết định tăng lãi suất và những cái chính sách thắt chặt tiền tệ của những ngân hàng trung ương, những cái biện pháp được đưa ra để nhằm kiềm chế được cái tình hình lạm phát, nó sẽ tạo một cái hiệu ứng ngược và đây sẽ một cái rào cản đối với quá trình hồi phục của nền kinh tế. Trước đó thì thị trường cũng đã đưa ra một cái vài thông tin ghi nhận rằng các cái nhà máy lọc dầu ở châu Âu vẫn nhập một lượng lớn dầu thô đến từ Nga. Điều này đã góp phần hạ đáng kể cái áp lực nguồn cung trên thị trường dầu thô và góp phần đẩy cho giá dầu nó tiếp tục giảm xuống. Bên cạnh đó thì giá dầu ngày hôm nay mình nghĩ là sẽ còn tiếp tục giảm mạnh do thị trường ghi nhận thông tin là Tổng thống Biden kêu gọi sẽ cắt giảm thuế nhiên liệu để hạ nhiệt giá xăng dầu và cũng là để giải tỏa áp lực tài chính đối với các hộ gia đình ở trong quốc gia này. Trong khi đó các nhà làm luật của hai đảng đều đang lưỡng lự trong vấn đề này, họ chưa có quyết định rõ ràng. Vậy thì những cái tin tức về cơ bản nó đang đi theo cái chiều hướng là sẽ giúp cho giá dầu nó đi xuống. Vậy còn những cái nhận định về kỹ thuật như thế nào thì mình sẽ gửi cho mọi người sau đây. Và như các bạn đã thấy trên màn hình thì đây là đồ thị của dầu. Và ở trong thời điểm hiện tại thì giá dầu nó nằm ở trong một cái xu hướng giảm. Mình sẽ tắt những cái chỉ báo cho các bạn dễ nhìn thấy. Đang nằm trong một cái xu hướng giảm nó khá là rõ rệt. Và ở đây chúng ta có một cái điều nó khá là hay để mọi người có thể nhìn thấy. Đấy chính là cứ mỗi một cái nhịp giảm này thì giá nó sẽ hồi với vùng Fibo 055 và 618 rồi tiếp tục giảm tiếp. Đây là nhịp thứ nhất. Từ đây xuống đây hồi đây giảm tiếp. Đây nhịp thứ hai, từ đây xuống đây lên đây giảm tiếp. Và ở đây thế đây là nhịp thứ ba hồi đây và nó cũng giảm tiếp. Vậy là ba lần giá nó tương đối tuân thủ cái mức Fibo và những cái nhận định của mình đưa ra với cái giá dầu nó khá là chính xác. Và khi mà chúng ta bật cái chỉ báo lên ở trong khung thời gian H4 thì chúng ta sẽ nhận định nhìn nhận một cái nó rõ ràng hơn như sau. Đó chính là ở đây chúng ta sẽ có một cái điểm của một cái xu hướng tăng của giá dầu trong khung thời gian là khung ngay. Và chúng ta sẽ thấy là từ khu vực đáy này lên khu vực đỉnh này trong khung thời gian D1 thì giá dầu nó đang loanh quanh cái vùng Fibo 0.5 và 618 của cái khung thời gian lớn này. Vậy thì theo như những gì mình nghĩ và những cái gì mình nhìn thấy ở trên biểu đồ thì mình sẽ có một cái dự đoán đó như sau. Đấy là mình kỳ vọng là giá dầu nó sẽ giữ được ở quanh cái mức là 102 và cái mức 100 đô la Mỹ một thùng và nó tạo ra một cái vùng hỗ trợ quanh cái khu vực này. Xong sau đấy thì giá nó sẽ có nhịp nó lên, nó test lại khu vực 105 và 106, mặc dù ngày hôm qua đã lên test lại rồi. Nhưng mà mình nghĩ là trong ngày hôm nay và những phiên giao dịch tiếp theo thì giá vẫn có khả năng sẽ lên test lại khu vực 105 và 107 và cao hơn sẽ là khu vực 110 ở trong thời điểm hiện tại. Và mình sẽ đợi giá nó ở quanh những vùng này, sẽ đợi một cái nhịp phản ứng của nó và lên đấy nếu có setup rất là tốt so với xuất hiện những cái kênh nến đảo chiều, những cây nến nhấn chìm giảm thì mình sẽ mở một cái setup đối với cái lệnh sell ở đây và tiếp tục cái đà giảm của nó. Khi mà nó phá vỡ được cái mốc hỗ trợ 100 đô la Mỹ trên một thùng thì mình sẽ nghĩ là nó sẽ rơi về mốc là 95 đô la Mỹ trên một thùng và rất là hy vọng là những cái nhận định này của mình sẽ tiếp tục đúng với dầu trong thời gian tới. Cuối cùng thì chúng ta đã có những thông tin về dầu, về vàng thì sau đây mình sẽ gửi cho mọi người thông tin về thị trường tiền điện tử. Trên thị trường tiền điện tử thì ở thời điểm này Bitcoin nó vẫn đang loanh quanh cái mốc là 20.000 đô la Mỹ và lúc sáng nay theo 8 giờ theo giờ Việt Nam thì giá Bitcoin theo dữ liệu từ CoinMarketCap đã loanh quanh ở mức là 20.321 đô la Mỹ và cái mức này là mức giảm hơn 1% so với 24 tiếng ở trước đó. Tổng vốn hóa của thị trường tiền kỹ thuật số đang ở mức là 892 tỷ đô la Mỹ và đây là cái mức giảm 1,7% so với thời điểm cách đó 24 tiếng. Và cái mức này đã giảm hơn 70% so với mức kỷ lục trên 3.000 tỷ đô la Mỹ được thiết lập vào tháng 11 của năm ngoái.
Ethereum, một đồng tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, đã giảm xuống dưới mức là $1,050 trên một đồng tiền điện tử, và đây mức giảm 5% trong vòng 24 giờ trở lại đây. Các đồng tiền điện tử khác cũng chìm trong sắc đỏ khi mà thị trường cũng đang ở trong giai đoạn downtrend. Trong đó nổi bật nhất là nền tảng lending Celsius cũng đã giảm hơn 20% và Wave đã giảm đến 13%. Theo những gì mình thấy và ghi nhận được thì việc Bitcoin rơi về mốc $20,000 và thậm chí là thấp hơn đã khiến không ít quỹ đầu tư phải điêu đứng ở trong thời gian vừa rồi. Và chắc các bạn không còn quá xa lạ với cái tên tuổi rất lớn trên thị trường đấy, Three Arrows Capital, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất trong thị trường tiền điện tử. Với việc quá là tham lam, quỹ này đã liên tục đi vay để tiếp tục đầu tư mà không màng đến tình hình thị trường ở trong thời điểm này. Và kết quả là quỹ này đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ khi mà hàng loạt tài sản sắp chạm cái ngưỡng thanh lý. Và gần đây thì Voya Digital, một công ty môi giới tiền điện tử có tiếng ở Mỹ, cho biết là họ có thể đưa ra thông báo vỡ nợ cho Three Arrows Capital nếu quỹ đầu tư này không trả được những khoản đã vay. Và công ty này cho biết thêm là khoản vay của Three Arrows Capital bao gồm 15.250 Bitcoin và 350 triệu đô la USDC và tổng tài sản tương ứng với mức là hơn 720 triệu đô. Ngay sau khi thông tin này được công bố thì cổ phiếu của Voya Digital đã giảm tới hơn 60%. Ngoài ra thì cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử khác, đấy là Coinbase, vốn đã phải hứng chịu một đợt giảm mạnh sau cái sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử, cũng đã giảm gần 10% và đóng cửa chỉ ở mức là $52 trên một cổ phiếu, và đây là mức giảm gần như thấp nhất trong mọi thời đại. Tuy nhiên, theo Lou Reed của Shipyard Software đã nói rằng tiền điện tử càng ngày càng nhạy cảm với những cái điều kiện vĩ mô thì càng chứng minh nó là một phần của danh mục đầu tư cân bằng chuyên nghiệp, và đó có thể là một cái dấu hiệu tích cực ở trong dài hạn. Vậy thì đây có thể coi như là một cái câu nói để ủng hộ và để làm cho những người holder trong dài hạn có thể cảm thấy yên lòng hơn ở trong thời gian tới. Còn riêng đối với mình thì Bitcoin trong thời điểm này, như mình đã nói, nó cũng không quá là có nhiều những cái dấu hiệu để cho chúng ta có thể quan tâm và chúng ta có thể ghi nhận. Và đối với kỹ thuật thì như các bạn có thể nhìn thấy trên khung thời gian D1 thì Bitcoin nó vẫn đang cố gắng để giữ lại được cái mức hỗ trợ, tuy rằng nó khá là mong manh ở mức là 17.000 đến 20.000. Và rất là nhiều người đang kỳ vọng Bitcoin nó sẽ sự hồi phục lên tầm khoảng 24 đến 26.000 trong thời gian tới. Tuy nhiên thì về mặt kỹ thuật có thể là nó sẽ hồi được, nhưng cái vấn đề đặt ra đây nó sẽ mất bao lâu, 3 tháng, 6 tháng hay thậm chí 1 năm để nó có thể hồi phục lại những cái mốc ở trên đấy. Vậy thì theo như những gì mình đã nói thì Bitcoin trong thời điểm hiện tại nó không quá là hấp dẫn, cũng như là quá là có những cái biến động lớn để chúng ta có thể dành thời gian chúng ta đầu tư cũng như là chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu về thị trường này. Vậy là ở trong video này mình đã gửi đến cho mọi người toàn bộ những cái nhận định cá nhân của mình về thị trường vàng, thị trường dầu và thị trường Bitcoin. Và rất là hy vọng những ý kiến này của mình có thể sẽ giúp cho các bạn có thể cái góc nhìn mới về thị trường và nó đa chiều hơn. Và trước khi kết thúc thì có một cái điều mình vẫn luôn muốn nhắc lại với các bạn, đấy là thị trường các bạn đang quan tâm và các bạn đang có ý định đầu tư là một thị trường rất là mạo hiểm. Và cái khả năng các bạn mất toàn bộ số vốn các bạn đầu tư là có, và đây là rủi ro rất là lớn. Vậy nên trước khi các bạn tham gia đầu tư thì các bạn nên có kiến thức và các bạn nên có những cái trải nghiệm nhất định, chứ đừng phụ thuộc vào người khác quá là nhiều. Và những cái nhận định của mình là nhận định cá nhân chứ không phải lời khuyên hay là lời kêu gọi đầu tư, và các bạn hãy nhớ điều đó. Và chúc các bạn sẽ luôn giao dịch tốt và có những cái thành công ở trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp sau của mình.